xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin huyện Dương Minh Châu. Mở đầu là phần điểm tin tuần qua của huyện Dương Minh Châu. Mời quý vị cùng theo dõi. Huyện Dương Minh Châu tân bừng cho trẻ đón Trung thuộc Huyện Dương Minh Châu hội thảo lịch sử công an huyện giai đoạn 1951-2021. huyện Chí Minh Châu khảo sát để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế địa phương. Huyện Chí Minh Châu tập cuốn việc đổi số và an toàn thông tin. Công an huyện Chí Minh Châu khởi tố đối tượng tăng trữ trái phép chất ma túy. hòa cùng không khí vui tươi phấn khởi của thiếu nhi cả nước, tưng bừng đón chào năm học mới và Tết Trung thu năm 2024. Trung thu năm nay, Ban Thường vụ huyện đoàn phối hợp Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Dương Minh Châu đã tổ chức nhiều chương trình sinh động xung quanh chủ đề vui Trung thu cho các cháu thiếu nhi còn đoàn viên công nhân viên chức lao động của huyện Dương Minh Châu. Ông Dương Đài Lộc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh đã đến chung vui cùng các em nhiều chương trình đã được tổ chức trong không khí vui tươi sôi nổi với các hoạt động thú vị hấp dẫn thu hút gần 300 em thiếu nhi là con em của đoàn viên công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện cùng các thầy cô giáo trường trung học cơ sở thị trấn và phụ huynh học sinh Ngày 20 tháng 9 năm 2024, Công an huyện Dương Minh Châu tổ chức hội thảo lịch sử Công an huyện giai đoạn 1951-2021 lần thứ hai. Đến dự hội thảo của đồng chí Phạm Văn Tính, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Hội thảo đã thông qua báo cáo tiếp thu giải trình sau hội thảo lịch sử công an huyện giai đoạn 1951-2021 lần thứ nhất. Qua đó, ban biên tập đã tiếp thu chỉnh sửa và tiến hành sưu tầm tư liệu, gặp gỡ nhân chứng, tổ chức biên soạn cuốn sách chặt chẽ đúng quy trình. Dự thảo cuốn sách lần thứ hai gồm 4 chương giữa các nội dung. Công an huyện Chí Minh Châu được thành lập góp phần đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược giải phóng huyện 1951-1975. Công an huyện Chí Minh Châu ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn sau giải phóng, chủ động đấu tranh phòng chống, phản động, lợi dụng tôn giáo, góp phần đánh bại âm mưu phá hoại nhiều mặt của các thế lực thù địch 1975-1986. Công an huyện đổi mới toàn diện công tác công an, đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới trên địa bàn huyện 1986-1999. Công an huyện đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa ở địa phương 2000-2020. Dự kiến việc biên soạn sách lịch sử công an huyện giai đoạn 1951-1921 sẽ được nghiên cứu chỉnh sửa tổ chức hội thảo lần thứ ba vào cuối năm 2024 và được lấy ý kiến trước khi in ứng phát hành năm 2025. Vừa qua, đoàn khảo sát Hội đồng Nhân dân huyện Dương Minh Châu do ông Nguyễn Đình Hiển, Phó trưởng ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân huyện làm trưởng đoàn, đã đi khảo sát thực tế về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 01 ngày 22 tháng 1 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân huyện về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh huyện Dương Minh Châu năm năm 2021-2025. Tham dự cùng đoàn có ông Nguyễn Hoài Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, cùng đại diện các phòng ban huyện, lãnh đạo ủy ban nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn. Đoàn khảo sát thực tế một số chỉ tiêu về kinh tế xã hội và các dự án công trình thực hiện trên địa bàn, làm việc trực tiếp với các cơ quan đơn vị nhà báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 5 năm 2021-2025 xem các hồ sơ tài liệu có liên quan đối với các đơn vị được giám sát. Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Dương Minh Châu tổ chức hội nghị tập huấn chuyển đổi số và an toàn thông tin năm 2024 cho hơn 100 cán bộ công chức viên chức trên địa bàn huyện. Ông Đinh Thế Trọng, chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về công tác chuyển đổi số đồng thời đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành cơ quan đơn vị trong ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số vào công tác quản lý điều hành và triển khai nhiệm vụ tại các cơ quan nhà nước đây cũng là dịp để nâng cao kỹ năng về an toàn thông tin trên môi trường mạng cho cán bộ công chức viên chức trên địa bàn huyện các báo cáo viên thuộc văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh và sở thông tin và truyền thông tỉnh triển khai các nội dung về cách đăng tin bài trên cổng thông tin điện tử huyện cổng zalo oa của địa phương sử dụng phần mềm một cửa điện tử Công an huyện Dương Minh Châu khởi tố vụ án khởi tố bị can Lê Văn Chim, 20 tuổi, ngụ xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, vào lúc 19 giờ 5 phút ngày 29 tháng 8 năm 2024, tại đường liên ấp Phước Nghĩa B4 thuộc ấp Phước Nghĩa xã Phước Minh, huyện Nhân Minh Châu, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa hai xe mô tô do ông Võ Văn Năng, 18 tuổi, ngụ huyện Nhân Minh Châu và Lê Văn Chim điều khiển. Sau đó, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Nhân Minh Châu đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ va chạm giao thông nối trên, qua kiểm tra xe mô tô biển số 70E1-52982 do Lê Văn Chim điều khiển. Công an huyện Như Minh Châu phát hiện thu giữ hai bịch ma túy. Đối tượng Lê Văn Chim khai nhận đó là ma túy và mua về để dành sử dụng. Vụ việc được chuyển giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Dương Minh Châu thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Thưa quý vị khán giả, bản tin huyện Dương Minh Châu hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.